Thưa quý vị và các bạn, phiên chợ Viềng ở Nam Định diễn ra từ đêm ngày 7 tháng Giêng cho đến rạng sáng ngày 8 tại huyện Vụ Bản đã thu hút được không chỉ người dân địa phương mà cả du khách thập phương bởi những sắc thái văn hóa đầy giá trị nhân văn về đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp. Chợ Viềng không chỉ để du xuân mà còn mang ý nghĩa mua may bán rủi. Và trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này, phiên chợ truyền thống này sẽ được tổ chức ra sao? Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự VTC. Vâng, thưa quý vị, nếu như mọi năm nơi đây là nơi diễn ra phiên chợ Viềng truyền thống với những gian hàng bày bán rất là nhiều hàng hóa và rất là sôi động nhộn nhịp, thậm chí là giao thông đi lại ở những nơi này rất là khó khăn, thì năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chính quyền địa phương đã quyết định không tổ chức phiên chợ đặc biệt này. Tuy nhiên, với mong muốn cầu may cho một năm mới thì rất nhiều người dân vẫn tìm đến những địa điểm được phép kinh doanh để có thể mua được những hàng hóa mình mong muốn. Ok, rồi, cảm ơn anh em. Mới là chúc anh chị làm ăn phát đạt. Lần sau lại nhớ đến chỗ này em nhé. Chợ Viềng này rất vui. Tuy lạnh và mưa nhưng mà tình cảm là rất là vui và anh em đi chơi là rất là tuyệt vời. Cảm thấy giá cả cái đây như nào? Rất là hợp lý, vui vẻ từ người mua đến người bán. Nói thật là bán bây giờ giá cao cho mọi người thì bọn em, chúng em bán hàng không có lộc. Nên là bọn em chỉ lấy gọi là bán theo giá phải chăng để bọn em gọi là tán lộc đầu năm. Bọn em bán được càng nhiều cây giá rẻ thì bọn em lại càng nhiều lộc. Lộc về mình và lộc về cho người ta. Do dịch bệnh, phiên chợ Viềng năm nay không diễn ra được như thường lệ. Nhưng với du khách lần đầu tiên đến đây như anh Dũng, họ vẫn cảm nhận được không khí của một phiên chợ xuân đặc biệt. Theo như bà xã là dặn là đi phải mua cây sung, và không biết là cái này là gọi là cái nơm hay cái gì đấy là của vùng quê để mua về để trưng bày trong nhà. Đang lúc dịch dã như này thì mà mọi người cũng đi như thế này cũng không được an toàn lắm. Thôi cũng mong rằng tất cả mọi người đều bình an trong mùa dịch. Mình lần đầu tiên mình đi thì cũng cảm giác mà lạ, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều về chợ Viềng, nhưng mà ấn tượng sẽ sang năm sẽ lại đi tiếp. Do dịch bệnh nên trong phiên chợ năm nay chỉ có một số khu vực được bày bán. Dù đã dừng tổ chức nhưng do nhu cầu của người dân đến khu vực này vẫn cao nên chính quyền xã Kim Thái đã lên các phương án để đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn phòng chống dịch. Để nhìn chung, cơ bản là chúng tôi triển khai sớm từ trong năm tất cả các tuyến trục đường, quốc lộ, rồi là các bến bãi chúng tôi không cho tổ chức họp chợ. Thì đến thời điểm này thì không có một trường hợp nào là họp chợ ở khu vực mà đã được cấm. Thế thì sau đó thì chúng tôi chủ động là xây dựng cái kế hoạch về các cái chốt mà ở trên các di tích đấy thì là 25 chốt. Thế thì sau đó thì việc mà tuyên truyền cho bà con về cái tình hình dịch COVID-19. Thì đến thời điểm này du khách trên địa bàn đi về lấy mẫu thì 100% là đeo khẩu trang. Đến với chợ Viềng, tất cả người bán và người mua đều vui vẻ. Không chỉ là trao cho nhau món hàng mà còn là gửi gắm cho nhau chút tình ngày xuân năm mới và mong muốn mang may mắn về nhà. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 sẽ thông xe kỹ thuật đường vành đai 2 trên cao tại thủ đô. Đây là thông tin được đơn vị thi công báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc thị sát kiểm tra công trình vào ngày đầu xuân mới hôm nay. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT do tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư, có chiều dài hơn 3 km, có điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối là nút giao ngã tư Vọng, hiện đang được gấp rút triển khai. Do đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội nên các sở ngành đều được chỉ đạo ưu tiên tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Hiện công trình đang có 400 công nhân thi công 2K cùng với việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, do vậy sẽ về đích trước 11 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tại cuộc thị sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết một số vướng mắc như đẩy nhanh công tác ký kết phụ lục hợp đồng BT, điều chỉnh để đạt được tiến độ Hợp Long đoạn trên cao vào ngày 22 tháng 2 tới và thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay, cũng như hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 1 năm 2023, góp phần làm giảm áp lực giao thông cho thành phố và tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại của nhân dân.
Thưa quý vị, từ ngày hôm nay ngày 8 tháng 2, xe buýt công cộng thành phố Hà Nội được hoạt động trở lại 100% công suất cùng với thời điểm thành phố cho phép học sinh sinh viên được đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là phương án mới nhất của Sở Giao thông Vận tải căn cứ theo cấp độ dịch. Như vậy, 118 trên 121 tuyến buýt trợ giá sẽ hoạt động như bình thường, không thực hiện giãn cách trên xe. 3 tuyến 50, 57 và 116 có điểm đầu, cuối nằm trong vùng dịch cấp 3 sẽ hoạt động 50% công suất, chở tối đa 20 người, kể cả lái và phụ xe. Trong ngày hôm nay, Hà Nội cũng ghi nhận lượng xe tăng mạnh vào giờ cao điểm khi mà học sinh trở lại trường. Việc khai thác đầy đủ các tuyến buýt nội đô sẽ giúp người dân giảm đáng kể thời gian đợi chuyến. Thưa quý vị, theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có hơn 90% doanh nghiệp đã mở xưởng sản xuất với 96% số công nhân lao động trở lại làm việc. Đặc biệt tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, lực lượng lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán chiếm tới 98%. Trong năm vừa qua, công nhân lao động đã nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm tiền lương, thưởng Tết, hỗ trợ kinh phí đưa người lao động về quê đón Tết, thăm hỏi, động viên những trường hợp không có điều kiện để về quê đón Tết, chung vui cùng với gia đình. Để thu hút người lao động quay trở lại làm việc đúng hẹn ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có chính sách tặng quà, lì xì, hỗ trợ phương tiện đón người lao động ở các tỉnh xa trở lại làm việc. Trong ngày làm việc đầu năm, các cấp công đoàn đã hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tạo môi trường an toàn để người lao động và các chuyên gia làm việc hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022, thông báo về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022. Theo báo cáo, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo ngay từ sớm và thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng chính sách và đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, các gia đình, người bị ảnh hưởng bởi dịch. Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 1.062 tỷ đồng, tăng 136 tỷ đồng so với Tết năm trước. Chia sẻ tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ trân trọng với những đóng góp và cả sự hy sinh của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian vừa qua đã chung tay giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và có Tết Nguyên đán yên vui. Theo ông Mãi, các phóng viên, biên tập viên bằng kinh nghiệm thực tiễn của đặc thù nghề nghiệp hay đi lại nhiều nơi và sớm nắm bắt các vấn đề mới, đóng góp ý kiến giúp Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề, qua đó góp phần đưa thành phố ngày một phát triển hơn. Ông Mãi cho biết, hàng tháng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp báo thông tin kịp thời tình hình kinh tế, xã hội và các vấn đề mà báo giới người dân quan tâm. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 2, khoảng hơn 600.000 học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 tại Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với Hà Nội, 62 tỉnh thành còn lại cho toàn bộ học sinh trung học phổ thông đến trường học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết. Với khối trung học cơ sở, 57 trong số 63 địa phương cho 100% học sinh trở lại trường từ ngày hôm nay. Ghi nhận ở Hà Nội cho thấy công tác đón học sinh được các trường thực hiện đảm bảo an toàn trong không khí phấn khởi. Dù thời tiết mưa và lạnh nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh đã có mặt tại trường. Các em di chuyển theo phân luồng và lên lớp học. Vui là bởi vì là kiểu được gặp lại bạn bè sau rất là nhiều thời gian giãn cách như thế. Còn lo là bởi vì là cũng không biết là đi học trở lại này thì nó có đảm bảo không ạ? Em đã mang thêm 4 cái khẩu trang dự phòng trong cặp, mang thêm một cái bình nước cá nhân. Chúng ta sẽ chủ động thích nghi, thích ứng an toàn trong đại dịch. Và chúng tôi lo là bởi vì trong một khoảng thời gian rất dài học trực tuyến thì kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là tâm lý của cả thầy lẫn trò cũng đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các kịch bản để giải quyết cái nỗi lo đó. Để đón học sinh trở lại học tập, các trường cũng đã khẩn trương xây dựng lại thời khóa biểu, vệ sinh trường lớp, rà soát số học sinh sẽ không thể đi học trực tiếp để bố trí việc giảng dạy kết hợp. Nắm bắt được cái tình hình học tập của học sinh trong quá trình học online và đã xây dựng các cái phương án để giúp đỡ học sinh bổ trợ những cái kiến thức của học kỳ 1 và đồng thời triển khai các cái nội dung hoạt động của học kỳ 2. Và chúng tôi đã đưa ra một cái kế hoạch chương trình giảng dạy, trong đó thì đào tạo cốt lõi là căn bản, giảm những cái giáo trình không cần thiết
những tiết học không cần thiết để tập trung cho các em học sinh được học tập những cái chương trình căn bản của ngành giáo dục đào tạo Hà Nội. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 17,1 triệu học sinh trong số hơn 22,6 triệu học sinh trên cả nước được học trực tiếp trong tuần này, tăng khoảng 1,4 triệu so với trước Tết Nguyên đán. Con số này sẽ tiếp tục tăng khi các tỉnh thành đã có kế hoạch đưa toàn bộ học sinh trở lại trường trong tháng 2.